Cái loại huyền diệu, trinh thám, kinh dị thám hiểm. Quý khán giả nhé, khán hay. Nếu khán hay thì xin để đăng ký kênh mình nhé. Xin cảm ơn. Nên nếu con thấy vật giới kia một mặt nằm chờ đã ở đó, không chịu rời đi, vậy thì phần đời còn lại của tôi chắc là phải qua trên này rồi. Sau một thời gian thăm he lẫn nhau trong sự nhạt nhẽo và buồn tẻ, tôi bất giác nhảy sinh suy nghĩ hay là nhảy số dưới quyết một bên thắng bại với con quái vật kia. Nhưng sau khi nhìn lại dốc dáng của nó thì đằng hèn suy nghĩ ấy qua một bên. Người khôn ngoan không lo phải chịu thiệt trước mắt, làm gục đầu một ven thì cũng đâu có sao. Xong con quái vật đó cũng thật kiên nhẫn chứ. Thấy chờ một mặt suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thì nằm xuống ngủ ngon lành. Tôi thấy thế thì cũng nhắm mắt lại gật gà gục gục ngủ theo. Mấy nhảy một lát, phía sau lưng tôi chợt có nhồi gối gọi tên tôi, âm thanh rất gần như thể có ai đó đang ghé sát lưng tôi mà gọi. Vậy sau đấy mắt nhịp tim tả đạt đế tốc độ 180 một phút, tôi phục quay người lại dùng đèn pin gọi tìm, nhưng nào có thấy ai. Mà tôi bây giờ đang ngồi trên cây cột đá cao hơn 2 mét, nếu có ai ở đó sau lưng tôi vậy thì chắc phải là bay lơ lửng giữa không trung. Nghĩ tới ai sự đáy lòng tôi bất giác trào lên trần tờ bút giá. Lẽ nào có ma? Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, phía sau lưng đã lại có tiếng người vang lên. Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Sơn, cậu có nghe thấy không? Cậu có nghe tôi nói gì không? Tôi vô thức lên tiếng nói, cô là ai? Cô ta ở đâu? Giọng nói của ai đó lại vang lên lần này. Rốt cuộc cậu đã chịu lên tiếng rồi. Đừng sợ, bảo vệ chiếc ba lô ấy cho cẩn thận. Bảo vệ Dạ Minh Câu Châu cho cẩn thận. Sau đó là một chàng dài những tiếng tuốt tuốt. Ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác nữa. Mãi tới lúc này tôi mới nghĩ tới là trong ba lô của mình có mấy bộ đàm. Âm thanh kia chắc hẳn là phát ra từ đó. Nhưng vậy có nghĩa là tôi còn có bạn đồng hành. Tình hình xem ra không tệ, nhưng tôi tưởng chắc hẳn không bao lâu nữa bọn họ sẽ tìm thấy tôi thôi. Đúng rồi, vừa nãy người kia nói cái gì mà Dạ Mân Châu ấy nhỉ? Tôi vội kéo ba lô xuống, phát hiện còn một chiếc túi ở ngoài cùng mà mình chưa kiểm tra. Trong đó có một chiếc hộp gỗ vừa mở ra. Hai mắt tôi đã lập bừng sáng bừng lên vì ra bên trong đó là một viên ngọc to cỡ quả bóng bàn được đựng trong một chiếc hộp trong suốt, còn tỏ ra vô vàng tia sáng rực rỡ lập tức làm hằng động trở nên sáng rực như ban ngày. Khoảnh khắc ánh mắt đi
tiếp xúc với nó. Tất cả ký ức nập tức ùa về trong đầu tôi. Dạ Minh Châu đây chính là viên dạ Minh Châu mà chúng tôi phải trải qua trăm nghìn cây đắng mới tìm được. Chương 2. Chuyến đi đáng nhớ. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, công ty tôi ở Thượng Hải bị phá sản, tinh thần không khỏi sa sút. Tôi nhất thời chưa quyết định nên làm gì, bèn quay về quê ở Quảng Nam cho hay hỏa. Buổi trưa hôm ấy, tôi một mình ngồi trong quán ăn, uống rượu giải sầu. Khi ngồi một lát, từ phía trước mặt tôi đã có một người đàn ông đi tới. Người này cao chừng 1m8, cơ bắp sau chiếc xiêm bi rất rõ ràng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Người đàn ông kia sau khi bước vào quán ăn liền đi thẳng về phía tôi, sau đó dừng lại ở chỗ đối diện tôi, cười tươi rạng rỡ, nói: "Bực Vân Sơn, lâu rồi không gặp." Trong khoảnh khắc cậu ta đưa tay, tôi liếc thấy chân của cậu ta có một nhút ruồi đen thần vương. Đây chính là Tôm Kim Quyên, bạn thời đại học của tôi. Tôi vội vàng bắt tay cậu ta lại, mời cậu ta ngồi xuống, mở nắp bia, rót hai cốc thịt đầy. Sau đó, chạm cốc chúng tôi uống cạn, rồi coi như là kỷ niệm cuộc gặp gỡ tình cờ sau nhiều năm xa cách. Tôi và Tôm Kim Quyên cùng tốt nghiệp một trường đại học sư phạm ở phố Cô Minh, tỉnh Vân Nam vào năm 1994. Khoảng đó mười mấy năm đã trôi qua, chúng tôi lại gặp nhau không nhiều, tới hôm nay mới lại có cơ hội cùng ngồi uống bia chuyện trò mỗi chuyện cứ như một giấc mơ. Tôi buông lời cảm thán, thời gian trôi nhanh quá. Nhìn thấy cậu ngồi đây, có cảm giác như lượt trở lại thời đại học vậy. Chỉ là khi đó còn có tiểu tiên tử Phương Tiên Giao của chúng ta nữa. Sau khi nói ba chữ tiểu tiên tử đó, tôi cảm giác nó chút không ổn, vì sao bây giờ tôi cũng đã lớn tuổi rồi, không còn là thanh niên trai tráng nữa. Dù cách xưng hô như thế quả thật không hợp chút nào. Tiểu tiên tử Tôn Viên Giao lẩm bẩm: "Kỳ thật tớ đã quên gần hết cuộc sống thời đại học rồi, chỉ trừ khoảng thời gian ba chúng ta trở ở bên nhau thôi, đặc biệt là chuyến đi tới tại Lạp ốc lần đó." Tôi vội vàng gật đầu tỏ ra đồng ý tán thành. Chuyến đi tới tại Lạp ốc đó thật sự là một trải nghiệm mà suốt đời này tôi không thể nào quên được. Khi các ký ức đã dần trở nên mơ hồ và vụn vỡ, trong đầu tôi nó vẫn giống như một viên pha lê óng ánh, bởi vì có một đôi tay thường xuyên lấy nó ra lau chùi, khiến nó không bao giờ bám bụi. Đó là chuyện xảy ra vào dịp hè năm thứ hai đại học. Khi đó, Tôm Kim Quyên và Vương Kim Tiên Giao sau khi nghỉ thì không về nhà mà chuẩn bị đi làm gia sư để kèm bản thân, đồng thời kiếm thêm chút tiền. Hai người bọn họ là những người bạn tốt nhất ở đại học.
tôi, của tôi, cả ba chúng tôi có nhiều sở thích, do đó làm việc gì cũng thường đi cùng với nhau. Tôi và Tôn Kim Viên có một đặc điểm chung, đó là chân cổ tay hai người đều có một nốt ruồi đen hơn nữa. Còn Thần Vương, duy nhất điểm khác biệt là nốt ruồi của cậu ta mọc ở trên tay phải, còn nốt ruồi của tôi thì mọc trên tay trái. Chúng tôi thường nói tiểu đùa với nhau rằng nếu chân cổ tay Vương Tiên Giao cũng có nốt ruồi thì ba tố chúng tôi thật sự là một bộ ba ăn ý trời sinh. Sự việc xảy ra vào ngày nghỉ thứ ba của chúng tôi. Lúc này, chúng tôi đều đã tìm được một công việc cho mình, nhưng vẫn đang nghỉ thêm mấy ngày nữa. Tôn Kim Nguyên liền nói là muốn ra ngoài chơi, trong trường khi đó chẳng còn mấy ai ở lại. Tôi vào Vương Tiên Giao nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, bèn đồng ý luôn. Cuối cùng ba tổ chúng tôi quyết định tới hẻm núi cách trường mấy chục dặm chơi. Nghe nói các bạn cùng lớp tình đi tới đây kể lại phong cảnh ở hẻm núi đó rất đẹp, lại chưa được khai thác để mở khu du lịch nên vẫn cần nguyên khoản hoang dã rất đáng để tới chơi một chuyến. Mọi người đều biết Vân Nam là một tỉnh nằm trên khu vực Cao Nguyên, một bộ phận kéo dài về phía nam của Cao Nguyên Thanh Tạng, địa thần thường lấy sông Quyên Giang và dãy Hung Lũng phía nam, dãy Vân Tử làm danh giới chia ra hai khu vực địa thần Đông Tây. Khu vực phía đông là Cao Nguyên Tiền Đông Tiền Tây, còn được gọi là Cao Nguyên Vân Nam, là bộ phận cấu thành nên Cao Nguyên Vân Quý địa hình nhấp nhô trùng điệp, biểu thị là những ngọn núi và đồi đồi tháp không quá chênh vênh các loại tạo xuất hiện chênh vênh loại tạo xuất hiện rất nhiều khu vực phía tây tính từ vùng hung lũng mọc trải dài quãng đoạn núi cao và vực sâu kề sát bên nhau, địa thế hiểm trở vô cùng. Vị trí của chúng tôi khi đó thuộc khu vực phía bắc hơi giáp sang nam của tỉnh Vân Nam, là một thành phố nằm giữa núi ở ngay bên cạnh nhánh của núi Lương Vương. Địa hình ở đây không quá nhấp nhô, không có những ngọn núi cao và hùng lục quy mô lớn. Tại Lạp Ốc là một khe núi khá sâu. Ở nơi này từ bên trên nhìn xuống một thảm thực vật, đá rộng của vùng tôm giới gần như đã bao phủ kín khe núi, làm nó trông như thể sâu không thấy đáy. Tôi mắt nhìn đi tại Lạp Ốc trông như một con rồng chảy mần uốn lượn, chẳng biết là trải dài đến bao nhiêu dặm. Tại một chỗ có một dãy cầu lát đá trải dài xuống phía dưới thẳm chẳng vào tận sâu trong khu rừng, thẳm rộng lớn ở dưới đáy khe núi nặng gốc cây rậm rạp rừng che kín con đường nhỏ này, tạo thành một dãy hành lang thiên nhiên. Tuy nói rung minh bốn mùa đều là mùa sinh, nhưng tới nơi này rồi
cảm giác mát mẻ vẫn thấm vào ruột gan, người ta mang lại cảm giác vô cùng thư thái. Đi dọc theo dãy cầu thang đá chẳng biết được xây dựng từ thời đại nào, chúng tôi giúp suốt cuộc đã xuống tới vách núi nơi này thật chẳng khác gì một vùng cảnh tiên cảnh giữa trần gian. Dưới chân chúng tôi bây giờ là một tấm thảm thiên nhiên vô cùng số những ngọn cỏ xanh biếc tạo nên mặt nước hiểm trở, điểm quyết định nhiều bông hoa chẳng gõ tên nhưng nhiều sắc màu thịt giật gỡ cùng với một dòng sông heo căm veo có thể nhìn thấy đáy chia tấm thảm ra làm đôi, tiếng nước chảy gốc gác cùng với tiếng chim khót giữa rừng tạo thành một bản nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên. Những đầu nhìn lên những tán cây xanh biếc đã che đi phần nào bầu trời, chỉ để lại một khe nhỏ ở giữa trông như một mảnh gãi màu xanh. Da trời uốn lượn nhịp nhàng, lương tiên giao chẳng khác nào là một con khỏ không ngừng nhảy nhót tung tăng. Nói nếu biết sớm nơi này đẹp như vậy thì đã tới đây chê từ lâu rồi. Cô nàng đúc thì hái hoa, nhúc lại giọt nước lên nhịp, sau đó còn phùng cành cây bẻ ra làm ba mũi tặng cho chúng tôi mỗi người một chiếc. Nói đây là phần thưởng dành cho hai chúng tôi. Tâm trạng thoải mái, thư thái. Chúng tôi đi vừa nói. Chẳng chẳng biết đã đi qua mấy cái nhà ghẻ. Rốt cuộc đột nhiên tịch tôm kim quyên không đi tiếp nữa, quay đầu hỏi các cậu có ai còn nhớ đường về không. Nghe cậu ta hỏi vậy, chúng tôi bớt xét ngay ra một lát. Sau đó tôi mới trả lời, chẳng phải ở đây có dấu chân sao? Tất dưới he nước này mềm như vậy, nhất định sẽ có dấu chân lưu lại. Vừa nói tôi vừa quay đầu lại nhìn, khỏe hết sức tự nhiên. Nhưng ngay sau đó lập tức sững sờ, đất ở đây chúng đúng là mềm thật, nhưng chẳng rõ vì sao tốc độ phục hồi nguyên dạng của nó để nhanh như vậy, giống như bọt biển vậy. Sau khi bị giảm lên liền năng chóng trở về như cũ, chỉ cách chúng tôi chừng mấy chục bước đã không thể nhìn ra dấu chân khi nhảy nữa rồi. Nay cả trên các ngọn cỏ cũng không thể có dấu tích đặc biệt nào lưu lại. Lần này thì cả ba chúng tôi đều vô cùng sợ hãi, vì đại lạp ốc quăng co uốn lượn. Nghe người ta nói cổng cộng có tới 9-8 tốt phân nhánh, mỗi phân nhánh lại không có quá nhiều điểm khác biệt, không thể để ý kỹ thì khó mà phân biệt cái nào với cái nào. Mà chúng tôi bây giờ đang gặp phải khó khăn như thế, không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang ở trong phân nhắn nào. Nhìn lên trên lại không thấy trời, không dựa vào mặt trời, mặt trăng hay các vì sao để phân biệt phương hướng. Dưới đất cũng không có dấu hiệu nào, cho dù có đi dọc theo dòng sông cũng chẳng biết phải đi đến tháng năm nào mới tìm được lối ra. Neo núi lại càng không thực tế, vì vách núi ở đây không thể trèo leo hiểm trở mà toàn mọc đầy yêu xanh. Nếu neo ngược
Nửa cần mà ngã xuống thì dù không chết cũng trở thành tàn phế thấm hồ. Ở đây nay cả một chỗ để bám vào cũng chẳng có. Bầu trời không khí nhanh chóng trở nên trầm lặng. Cả ba chúng tôi đều không biết nên làm thế nào. Khi tâm trạng tốt thì cảm thấy rất mệt. Nhưng bây giờ ngẫm lại nửa ngày qua, chúng tôi đã đi bộ không biết bao nhiêu cây số, hai chân đều tê nhức, mỏi mệt. Phương Tiên Giao thậm chí còn ngồi xổm xuống, không đứng dậy nổi nữa. Nôn nóng bảo chúng tôi mau nghĩ cách. Tớ cho rằng tệ lạp ốc này không chỉ có một lối ra đâu. Tôm Kim Quyên quan sát địa hình gần xa một lát, rồi mới nói theo phán đoán của tớ. Những nơi này có tốc độ thấp thì người ta sẽ làm tường giống như nhảy cầu thang đá mà chúng ta dùng để đi xuống dưới này. Phải có điều khoảng cách giữa hai dãy cầu thang đá nhất định là không thể gần nhau, cho nên chúng ta phải đi theo một dãy đường rất dài nữa. Hãy thử đi tìm xem. Sau đi, tôi gật đầu đồng ý, vì dường khi mỗi thế gian trên đời này là như vậy. Có một thì sẽ có hai. Hiện giờ chúng tôi cũng chỉ có thể tin vào điều này mà thôi. Phương Tiên Giao bị tôi và Tôn Kim Nguyên kéo dậy. Ba tố chúng tôi tiếp tục bước đi mà chẳng rõ sẽ đi về đâu. Không có tâm trạng thanh thản nữa. Bước một bước trên thảm cỏ mềm mại còn tốn sức hơn bước ba bước trên đất bằng. Thế là chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, ba người chúng tôi đã không ngừng kêu khổ. Tục ngữ có câu rằng nhà dột còn gặp mưa gạo. Đó cũng chính là tình trạng của chúng tôi nay lúc này ở Vân Nam. Mùa hè chính là mùa mưa, có tới 70% lượng mưa của một năm rơi vào mùa hè. Hơn nữa, những cơn mưa nói đến là đến, chẳng thể có dấu hiệu báo trước. Khi chúng tôi đang nắm suốt cuộc tìm tường ra, ông trời đột nhiên gây khó dễ. Những hạt mưa rơi xuống ào ào làm da đầu chúng tôi đau nhói, không thể không khỏi mở to mắt ra. Rồi khung cảnh trước mắt chìm trong một hoàn lịch